hát cho lòng ta thật thoải mái, vui tươi cùng nhau sẽ chia niềm hạnh phúc trong đời. Bước vẫn bước bao niềm tin trong từng giây phút, cùng vẽ lên màu sắc tình yêu. Xin chào mừng quý vị khán giả đang đến với Vui Sống Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, không ít người cao tuổi ở lứa tuổi U70 hoặc là U80 vẫn linh hoạt, nhanh nhẹn, minh mẫn, khỏe mạnh để làm việc, để du lịch, để tận hưởng cuộc sống. Sinh hoạt, vận động và ăn uống đúng cách chính là cách duy trì và giữ gìn sức khỏe tốt nhất. Hôm nay, chúng ta còn học hỏi những kinh nghiệm tuyệt vời của các bậc cao niên về vấn đề này trong một trò chuyện cuộc sống. Quý vị khán giả đừng bỏ qua nhé. Còn bây giờ, hãy cùng khởi động chương trình. Thoát vị đĩa đệm là căn bệnh phổ biến hiện nay gây nên hội chứng đau lưng, hông, đau thắt lưng cục bộ, đau thần kinh tọa. Y học có nhiều phương pháp để điều trị căn bệnh này, trong đó việc điều trị không cần phẫu thuật được đánh giá rất cao. Mới đây, Phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống Hoa Kỳ ACC vừa trang bị máy ATM2, thiết bị hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm. ATM2 hay còn gọi là máy vận động trị liệu tích cực thế hệ mới nhất của Mỹ. Thiết bị này được nghiên cứu lâm sàng trên rất nhiều bệnh nhân và có hiệu quả cao trong việc hỗ trợ điều trị tận gốc, loại bỏ các cơn đau do các bệnh thoát vị đĩa đệm hay thoái hóa cột sống gây ra. Phương pháp điều trị này có thể mang đến 95% cơ hội phục hồi cho các bệnh nhân mà không cần dùng thuốc hay phẫu thuật. Ngoài lợi ích và ý nghĩa cộng đồng cao đẹp, hiến máu còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe cho mỗi con người. Máu có nhiều thành phần, mỗi thành phần có đời sống nhất định và luôn luôn đổi mới hàng ngày. Do đó, sau khi hiến máu được một thời gian, các cơ quan sinh máu sẽ kích thích tủy xương, làm tăng hồng cầu mới và quá trình tái tạo máu hoạt động gấp 8-10 lần so với bình thường. Hoạt động này nhanh chóng lấy lại sự cân bằng cho cơ thể, giúp cơ thể phục hồi sức khỏe. Những ngày đầu hiến máu, các chỉ số máu có thể thay đổi chút ít, nhưng vẫn nằm trong giới hạn sinh lý bình thường, không ảnh hưởng đến chức năng sống của cơ thể. Sau khi hiến máu khoảng 2 tuần, sức khỏe người hiến máu sẽ được hồi phục gần như hoàn toàn. Như vậy, việc hiến máu không hề ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân như lầm tưởng của nhiều người. Đây cũng là lý do mà hầu hết các nước trên thế giới xuất hiện những người hiến máu ngày càng nhiều, không phải học sinh sinh viên mà còn rất nhiều người trung niên, những người lớn tuổi cũng tham gia hiến máu.